Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang ở trên nhà xe Chín Nghĩa Limousine. Mình đang vào ở Sài Gòn. Hôm nay là 10 Tết cho các bạn. Thì mình sẽ quay lại. Đây là cái giường buồn nè. Cái đèn ngủ đó nè. Theo nhịp độ, tầng nhịp độ khác nhau. Chỗ này là cắm tai nghe này. Chỗ cắm tai nghe đó nha các bạn. Xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở trên xe Chín Nghĩa để vào Sài Gòn. Đây là xe Chín Nghĩa Giường Nằm nha, Limousine. Và bây giờ mình sẽ quay cái cảnh đường cho bạn xem nè.